Rồi có một chiếc Sibora SD 4000 giá rẻ cho các bạn nha, có gầu xúc luôn nha. Con này thì nói chung nó bao rin, kể cả cái đất nó còn rin luôn các bạn. Tay lái trợ lực nha, trợ lực bên nha, nó rất là nhẹ nè, nè phèo tay nè, các bạn thấy tay lái cỡ này là biết rồi đó, rất là nhẹ luôn, trợ lực bên rồi. Con này thì chạy được 4.166 giờ. Ồ, mấy cày mấy anh này chả nào tua giờ hết. Có xe ở bên Nhật á, các bạn đừng có quan trọng cái số giờ, mà chiếc này 1.000, chiếc kia 2.000, 3.000. Bên Nhật thí dụ xe 4.000 là chạy 4.000 giờ nó bỏ. Mình đi quay lâu năm rồi mình biết rồi. Xe 3.000 là nó chạy 3.000 giờ, bỏ 2.000 là 2.000 giờ. Xe 1.000 trở xuống là nó chỉ có đồng hồ nó 3 số thôi. 1.500 trở xuống đồng hồ nó 3 số thôi. Khi mà nó chạy hết 3 số là nó bỏ chiếc xe. Nói thẳng ra vậy luôn. Đó. Còn những chiếc xe nào mà nó giờ nó ít ra là nó bị lỗi gì đó, rồi bên Nhật nó bỏ hoặc nó đổi xe, thì người ta mang về người ta sửa sơ mấy cái lỗi đó lại là bán thôi. Con này rin từ Z tới A, quên từ A tới Z nha, nước sơn đồ rin hết nha. Tại vì cái này người ta không có rửa tút đồ, tân tút tẹt đồ cho nó kỹ cho nhiều, cho nên các bạn nhìn thấy vậy thôi đó. Đây. Dòng Sibora mà dòng SD 4000 này là cái bằng nồi đồng cối đá, rất là được ưa chuộng các bạn. Hai trầu luôn. Nhìn mấy cái màu nó vậy vậy á, chứ xài nó bền lắm các bạn, nghe máy chạy êm ru gà rù không? Ha, nè. Chạy rất là đều. Đó, đếm vòng được luôn nè, em ru gà rù. Còn mình lên ga nè, không cung cái này gần cái cabo bên được không em, bên được không? Em ghê chưa? À, mày đứng bên này chứ đứng thẳng là nhớt nó nổ vô người rồi. Nổ nhớt mạnh quá. Đâu? Hả? Xịt ống nhớt rồi. Ống rin mà. Ống nghĩa địa nó vậy á. Bấm ống mới thôi. Hả? Đó, ống dài nè. Ống này nè. À. Bên kia nó hắt lên trên này. Đúng rồi, ống đó đó. Ống đó đó, ống đó đó, ống này nè. Ống này nè, thấy nó nhảy dựng lên cái nè. Đó, ống đó đó. Đó, đúng rồi. Thằng em nó đó. Hả? Mai thay ống thôi. Ô, mày. Đứng trước này là coi như phang hết vô người rồi. Anh. Rồi, các bạn thấy chứng tỏ ông nó mạnh ghê chưa? Đúng không? Đây, ba cái ống nó thì đơn giản thôi, bấm ống mới thôi các bạn. Yên tâm. Rồi, bạn nào mua thì alo với ông chủ nha. À, đây là ông chủ. Cái yên tâm, ông chủ nhìn tướng vậy chứ ông buôn bán rất là đàng hoàng và thật thà thẳng thắn. Bán được bán, không bán được thôi. Ông bán buôn bán rất là, nhưng mà một con người là rất là uy tín nha. Buôn bán rất uy tín chứ không có đẻo đâu nha, không có một cái gì đâu nha. Cái người mà nhìn cái tướng càng ngầu chừng nào á,
là người ta toàn đàng hoàng giờ nãy các bạn cứ xem ra đường này. Mấy nào mà chải tóc mà láng mướt mà con ruồi bu mà trượt chân nó té là mấy đó mới là mấy à... đó. Nói vậy thủ tướng nghe được chết à, nói mà kiểu đó thủ tướng nghe được chết luôn. Rồi đây nóng cơ lên nha, xong lại mình để phần mô tả video, tại vì có một chiếc xe bán xong rồi, mất công hỏi đi hỏi lại nha các bạn nha. Rồi mến chào các bạn.